Dạ vâng, mến chào quý anh chị em. Chào mừng quý anh chị em quay trở lại kênh của em Trường Bình Dương, chuyên xe đẹp giá rẻ nha bà con. Đây cũng như hôm nay là đầu tuần, em xin chúc bà con là quý anh chị có một tuần mới gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Thì hôm trước em có hứa là sau khi mà bán bóng làm đẹp xong mẫu Mitsubishi X-Spider đời 2020, đăng ký lăn bánh 2021, một chỗ mua mới từ đầu, thì em sẽ lên sóng cho bà con. Thì hôm nay em sẽ lên sóng cho bà con nha. Đời 2020 nó khác đời 2021, đời 2019 nhất nha cả nhà. 2020 thì mâm nó sẽ có sự thay đổi nè. Mâm nó sẽ là mâm to hơn nhưng bà con nha, cái bảng nó to hơn. Xe một chỗ mua mới từ đầu, còn hai đủ chìa khóa zin theo xe. Đây, một chìa khóa còn trong hộp Mitsubishi Isamco chưa dùng. Đây, mở ra cho bà con coi. Đó, một chìa khóa trong hộp chưa dùng luôn nha bà con. Mở tin. Đấy, đây là một chìa khóa dùng hàng ngày. Bà con thấy đẹp chưa? Xuất sắc luôn. Đấy, bà con mua mỗi xe này về dùng thì quá là yên tâm rồi. Màu trắng, ngọc trai. Đấy, xe thì cam kết với bà con là sơn zin chiếc này lên đến 85-90%. Rồi 2020, đăng ký lăn bánh 2021. Đấy, nhập khẩu nha, Indonesia. Xe trang bị cho mình một quả, hai quả đèn cầu, bi cầu rất là sáng nè. Đấy, hệ thống đèn xe nè. Đó, cụm đèn led ban ngày nè. Đấy, đăng kiểm tới tháng 6 2026 nha bà con nhà mình nha. Đăng kiểm tới tháng 6 2026, có nghĩa là 2 năm nữa bà con phải đăng kiểm lại. Bây giờ hiện tại mới là 2024 thôi bà con ơi. Xe trang bị cho mình hệ thống phanh thắng đĩa nè, hệ thống phanh ABS chống phanh bó cứng nè. Đấy, cân bằng điện tử đầy đủ hết. Một chiếc xe phải gọi là chiến thần trong phân khúc 7 chỗ, tiết kiệm nhiên liệu. Ngồi Xpander đây em có Innova nè, đấy, bạc ngàn luôn. Suzuki Ertiga nè, XL7 nè, full hết nha. Bà con muốn mẫu nào bên em cũng có nha. Đấy, xe bên em rất là nhiều nha. Rồi, qua vấn đề chính ngày hôm nay. Xe mâm xe rất là đẹp luôn bà con. Bà con coi nè, thấy chưa? Xe rất là đẹp luôn. Xe nhanh trên gương nè. Âm thanh loa súp đầy đủ luôn nha bà con nhà mình nha. Camera 360, màn hình nhíp tết. Đấy, nội thất ghế da màu kem. Ghế da này là bên em mới vừa may, bà con mua về chỉ sử dụng, không phải tốn tiền may thêm. Bà con coi thắng tay nè, gai vân rất là đẹp. Bệ tì tay nè. Đói, ghế da may mới nha. Vô lăng nè. Xe chạy lên quanh chỉ mới có 54.000 thôi, 54.000 thôi bà con. Màn hình ZTEC nè. Đấy, camera cũng ZTEC luôn. Đấy, full. Bà con thấy không? Đẹp tuyệt vời. Củ số nè, gai vân nè. Đó, bà con thấy chưa? Những nút rồi nè. Đẹp tuyệt vời. Ngất ngay con gà tay cho bà con luôn. Bắt bản lề mới tinh. Thấy chưa? Bà con thấy đẹp tuyệt vời. X-Spider 2020 đăng ký lăn bánh 2021 nha. Những cái nút chỉnh, những cái nút nè, bà con thấy không? Dấu QC của nhà sản xuất còn nguyên. Gài vân, keo sùng chỉ thì cam kết cứng với bà con rồi, không đứt không nối. Xe rất là kỹ nha. Những gài vân nè, bà con coi nè, đẹp chưa? Gài vân tắp bi như thế này không mua thì mua xe gì? Hệ thống lô chép. Giảm lên giảm xuống X-Spider lót sàn. Rất là rộng rãi cho cái dòng phân khúc 7 chỗ ngồi này nha bà con nha. X-Spider đấy, mầm nhìn rất là sướng luôn. Đấy, phía sau xe nè bà con coi nè, X-Spider nè, dán cool film cách nhiệt của Mỹ luôn nha. Đấy, bảo hành cho bà con là 3 năm phần phim. Đây bà con vừa lành vệ của nó nè. Xe Tây Ninh thì bà con khỏi lo nha. Xe Tây Ninh thì bà con khỏi lo. Đấy, bầu bô mới keng. Các bà con coi đi, bầu bô này là mới keng. Quá trời luôn. Xe quá đẹp luôn bà con. 2020 nha. Màu trắng ngọc trai. Lăn bánh 2021. Xe tiêu hao nhiên liệu chỉ có 6 lít ngồi đô thị thôi. Trong đô thị chỉ có 7 lít thôi. Nội thất nè, mới len cái sự quen cho bà con hết. Trần nè, trần nỉ zin nè, hai vàng lạnh nè. Em quay là cận cảnh luôn nha. Bà con ở xe có thể mua được xe. Đấy, quá đẹp luôn bà con ơi. Chiếc này bà con không mua thì mua xe gì giờ?
Và những cái đồi cao như thế này thì bên em có hỗ trợ góp ngân hàng cho bà con, thông qua góp ngân hàng hoặc là có hỗ trợ cho bà con góp ngân hàng hoặc là có hỗ trợ góp tay đô cửa hàng cho bà con. Có cân bằng điện tử nè, chỉnh gương nè, để bà con coi những cái nút nè, xe đẹp len ken, siêu cọp chúa luôn nha. Đó, bà con thấy không, những nút chỉnh gương luôn nè, mới tinh. Bà con thấy không, rất là đẹp luôn, tuyệt vời. Máy số con này bảo hành 18 tháng cho bà con luôn. Đây, mở phần máy số cho bà con coi một cái là ghiền luôn. Sướng nha, bà con nhìn một cái là thấy sướng nha, sướng người liền. Đấy, những cái lỗ đinh bon còn nguyên. Cái này em tháo xuống em giặt cho bà con rồi đó, sạch sẽ luôn nè. Đây, bà con coi nè, phanh ABS nè, chống phanh bó cứng nè, ốc chừng máy nè. Đấy, máy zin ốc vàng cò chưa ra nè, ốc chừng máy nè, bà con thấy sướng không? Xe này mà không mua, mua xe gì, dấu quy xe của nhà sản xuất nè. Đấy, đinh bon nè, đẹp như thế này mà. Nguyên đai nguyên kiện luôn bà con, 2020 siêu lướt, hàng siêu lướt nha bà con nha. Ốc rồi nè, đẹp chưa? Bà con coi sạch sẽ đến tuần chi tiết. Đấy, nhập khẩu nè, Indonesia nè, Indonesia hết nè. Rồi, chiếc xe này em lấy cho bà con với giá là 439 triệu, chỉ lọc lá thôi. Xe này bán quá rẻ rồi, siêu phẩm siêu cọp cho bà con sở hữu chiếc xe này. Alo cho em Trường, số điện thoại 0972147247 nha. Mua bán trao đổi tất cả các dòng ô tô tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đặc biệt có que hồng cao cho bà con giới thiệu. Ngồi ra em còn một số que giá rẻ nữa nè, 208 nè, G chưa đến 200. Rồi Innova 2019 phiên bản chính túi khí màu đồng ánh kim mới về 500. Bên em màu đồng 2019, bên em có màu trắng, màu đồng ánh kim, màu bạc, đầy đủ hết. Về đây 2010 số tự động nè, một lọt xe giá rẻ 2017 nằm ở đây hết nè. 1, 2, 3, 4 con, 4 con 2017 này đồng giá cho bà con là 420 đến 440. Rồi đây là xe giá rẻ nè, 148 triệu nè, rồi 207 nè, rồi 209 nè. 209 em có một cặp con này với con 64, hai con này bán cho bà con 215 triệu nè. 200, con này 209, con kia 215. Con này 2014 chỉ có 255 triệu thôi. Con này 2013 bản đủ thì chỉ có 265. Đấy, đầy đủ hết. Con này 2018 469. Và con kia 2016 và mới. Con này là 395 triệu. 395 triệu nè, đời 2016 phần mới nè. 2015 em bán đủ, con này để cho bà con 309 triệu nè. Tới xem xe còn bớt còn thương lượng nha. Đấy, bên em siêu bạc ngàn nha bà con nha. Alo cho em Trường 0972 147 247 nha.